Em anh chú Tú Cũ xin chào quý các bạn. Hôm nay em giới thiệu với quý vị và các bạn về một siêu phẩm luôn. Đó là con Zoity anh chị nhé. Zoity Z300. Con này được sản xuất năm 2015, nhập khẩu nguyên chiếc tại Trung Quốc. Zoity anh chị được biết đấy là dòng xe nhập khẩu của Trung Quốc. Dáng dấp và tất cả các chế độ chức năng của nó thì tuyệt vời luôn. Dòng xe Trung Quốc thì nó bị mất cái thương hiệu. Đấy, dân Việt Nam mình không thích lắm. Nhưng mà nếu mà ai biết về cái dòng Zoity thì có lẽ rất nhiều người thích và rất người muốn sở hữu nó. Hiện tại như bây giờ như Zoity Z8 rất tiếc là cũng đang rất là đắt. Đấy, còn con này là con Z300 anh chị nhá. Được sản xuất năm 2015, phiên bản số tự động máy 1.6, mang nước sơn màu đỏ, đỏ lòe luôn. Đấy, đỏ tươi, cực đẹp luôn. Mang biển số Hải Phòng 15A23776. Xe một chủ từ đầu. Xe bên em cam kết không tai nạn ngập nước, nguyên zin. Con này thì là một chủ từ đầu, xe của một thầy chùa bên trụ trì bên Hải Phòng. Thầy đi thì cực kỳ dữ luôn. Hiện tại thì theo như bọn em được biết thì tất cả các ốc ác trên con xe này chưa ra một con ốc nào, chưa động đến cà lê mỏ lết con ốc nào cả. Và nước sơn zin bên ngoài của con xe là 100%. Chưa có một vết sơn ta nào vào cả, một giọt sơn ta nào vào cả. Xước xác thì gần như tuyệt đối 99% nên không hề vết xước anh chị nhé. Không hề có vết xước luôn. Đấy, chưa bao giờ em mua được một con xe chất như này. Và hiện tại là em mua về để cho vợ em đang đi tạm, đón con, đón cái, đưa đi lại. Đấy, nói chung là bọn em là rất muốn bán, gặp khách là bán hết. Đấy, anh chị là, và hiện tại là con xe này em đang, bên em đang giao bán với giá là 290 triệu đồng. Chỉ 290 triệu đồng thôi, anh chị không thể là mua được con sedan hai đầu đời cao 2015, được trang bị tất cả các chế độ chức năng từ la răng đúc, xi nhan tích hợp trên gương, số tự động, phanh ABS, túi khí hay tất cả chế độ khác nữa, ghế da mọi thứ, thì không bao giờ anh chị có thể mua được một con xe giá 290 triệu đời 2015. Dòng Zoity nó mất thương hiệu anh chị ạ, đâm ra là nó mới lại hợp lý giá như này, nhưng đi vẫn rất sướng nhá. Xe cực đẹp luôn. Anh chị nào quan tâm mua xe này alo luôn cho em theo số điện thoại 0705 141414, hoặc anh chị có thể đến trực tiếp chợ ô tô cũ Quảng Linh tại địa chỉ ngã ba đường 10 phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Linh để có thể xem xe. Đấy. Con xe này thì không có gì phải suy nghĩ rồi. Xe trang bị 4 quả la răng đúc, xi nhan tích hợp trên gương. Đấy. Lẹp chân kính bọc ốp bạ chrome. Và con này đèn nguyên bản của nó, đèn bi xi lông này anh chị này. Đấy, bi xi lông này. Đấy. Chị xem này, đấy, được trang bị như thế cơ mà. Dáng thì sedan hai đầu cực đẹp nhá. Màu đỏ không ngôn vẹt sơn nào. Không có hề xuất sát nào cả. Chị nhìn này, không có xuất sát thì luôn, sơn nguyên luôn. Đấy, đây được, chỗ này em đang hơi lướt đấy, hơi một vài có giọt mưa này. Đầy đủ la răng này. La răng phay này, đẹp không? Đấy, không phải suy nghĩ nhá. Gầm bệ anh chị không phải suy nghĩ này. Xe biển số Hải Phòng. Không đồi không núi, đồng bằng, đi trong thành phố thôi. Đấy. Mà xe thì lại xe là của một thầy chùa, một chủ đầu đi giữ cực kỳ luôn. Lắp cả gương cầu lồi này, để lùi cho vẹt bánh xe sau nữa, vẫn không va quẹt đây này. Đấy. Táp bi của nó đây anh chị có thể nhìn thấy này. Nhựa và da cực đẹp luôn nhé. Đấy, cực đẹp luôn, cực đẹp và cực sạch sẽ. Xe trang bị đầy đủ 4 kính chỉnh điện này, khóa kính khóa cửa đầy đủ hết này, hai gương này. Đấy, mở cốp ở trên này, đầy đủ chế độ chức năng luôn. Ghế da con này thì thầy chùa mua về là thầy chùa bọc một cái lớp áo ghế, em ra em về em tháo ra, thế nên anh chị có thể nhìn thấy ghế da của nó này nguyên luôn, coi như là em mới mua được 2 ngày nay rồi. Em mua tới mùng 1 âm tháng cô hồn, mua đúng của thầy chùa luôn. Mua con màu đỏ lọc lá quá em để lại, em chưa bán, hôm nay là ngày mùng 4 em mới đăng lên. Thế anh chị nhìn này, ghế này coi như em là người ngồi đầu tiên, em về em tháo ra này. Tất cả các ghế như nhau hết nhá. Tất cả các ghế như nhau hết. Em là người tháo bộ áo ghế ra, vẫn vất trong nhà kia. Ghế như mới 5 năm rồi nhá anh chị nhá. Mới tinh, không ai ngồi, mỗi em ngồi. Ngồi đầu tiên luôn, để em tháo bộ ghế ra rồi. Tuyệt vời luôn. Em khởi động lên một tí chứ không ngồi trong xe nóng lắm. Khởi động cho anh chị xem nhá. Ổ khóa này. Đồng hồ là hiển thị cực kỳ nhiều, rất nhiều thông số này. Quá nhiều thông số luôn này. Báo cả là hết bao nhiêu cây số hết xăng này. Xe chạy chuẩn 63.068 cây số này. Con này bật lên là nó khi tắt đi nó tự tắt điều hòa anh chị nhé. Bật lên anh chị phải bật điều hòa.
Đấy, chứ không thì là để nguyên là không chế độ hòa. Thế nên nhiều người là như những dòng xe khác mà mình không tắt điều hòa nên mình khởi động lên thì nó rất hại. Nhưng con này nó tự động tắt. Bây giờ phải bấm auto, auto để chế độ điều hòa lên. Đấy, chế độ hòa lên. Anh chị thấy là quạt gió bắt đầu vù 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 này. Đấy, bắt đầu đang chạy lên rất là to này. Vù 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 này, to luôn này. Đấy, em phải giảm xuống tí này. Chị nghe tiếng quạt gió không? Quá to luôn này, đang để 19 độ này. Điều hòa tự động luôn, có một màn hình điều hòa tự động luôn. Đầu DVD luôn. Đầy đủ luôn các chế độ luôn. Xe nó trang bị cực kỳ hay luôn này chị nhá. Đấy. Này, xe vô lăng 4 chấu, vô lăng này nhá, về thầy cũng bọc một cái áo vô lăng bên ngoài. Và hiện tại em cũng là người tháo ra. Đây anh chị nhìn vô lăng lại mới tinh luôn này. Đại sử dụng cái vô lăng đầu tiên. Mới tuyệt đối luôn nha anh chị nhá, vô lăng này. Đấy, thầy là một người cực kỳ cẩn thận, công nhận thật. Đây anh chị nhìn vô lăng 5 năm rồi. Nhìn 5 năm vô lăng xem. Xem chất lượng xe ra làm sao. Đấy, đồng hồ báo xăng này. Đấy, xe gia đình xăng lúc nào cũng full đầy nhá. Đấy, nhiệt độ báo nhiệt độ, đồng hồ báo nhiệt độ, đồng hồ còn 376 km xăng này. Đấy, vạn chuẩn này, chạy 6,4 lít trên 100 cây số này. 1.6 sau 4 lít để cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu anh chị nhá. Đấy, táp lô táp bi cực kỳ là sáng và sạch sẽ. Táp bi đây có cả túi khí dành cho người ngồi bên này. Nó có cả sơn vân gỗ tích điện này, đẹp nội thất sơn vân gỗ tích điện này. Nhưng mỗi tội cái màu sơn này của nó là màu vân gỗ nhưng mà cũ tối quá, cả màu đó màu sáng sáng lên thì nó đẹp hơn nhiều. Đây vô lăng đây, đây là cần số đây, cần số cũng sơn tĩnh điện này này. Cần số này anh chị nhìn đẹp không, đẹp điệu đà, số rích rắc nhá. Đây là đèn báo số này, PGLD này, mỗi hết một cái một màu khác nhau hoàn toàn luôn này. Số này em vào thử này. Đấy, rất mượt mà, có cả cấp số thể thao này, cộng trừ này anh chị này, cộng trừ nhá. Đấy, cộng trừ này báo là số 1 đây anh chị nhìn này, số 1 trên đây nhá. Đây số 1 đã chuyển sang DLD này, D này. Đấy, giờ này em chuyển giờ này, giờ này cam lùi này, cam lùi lét lẹt luôn này. Đấy, tuyệt vời chưa, quá tuyệt vời luôn nhá. Đấy, không còn gì này, túi khí trên này nữa này. Em không rõ là bản này bao nhiêu túi khí, nhưng hiện tại là đây một cái này, đây một cái này, trên đây một cái này, trên này một cái này. Hiện tại là cái bản này đã có là 4 túi khí rồi. Đằng sau chưa biết thì em sẽ kiểm tra nhá. Con này bản còn cửa lóc anh chị này. Đấy, cửa lóc này. Đấy, nhá. Cửa lóc tự động luôn, em bấm cho anh chị xem này. Cửa lóc tự động này. Đấy, ok nhá, đóng nhá. Đấy, đóng rồi có cái tự động nhá. Đóng rồi phải giữ. Đúng rồi, đóng giữ mở tự động. Đấy. Không còn gì có thể để chê con này nhé. Đấy, với giá dưới 300 triệu không thể mua con sedan hai đầu. Đấy, đầy đủ tất cả chế độ chức năng số tự động như thế cả. Đấy, như là đằng sau không túi khí anh chị nhá. Bản này 4 túi khí. 4 túi khí rồi đúng không? Hết, đằng sau không túi khí. Quá tuyệt vời. Đây nút mở cốp đây, em bấm mở cốp cho anh chị xem này. Nút mở cốp này. Bấm một phát lại tưng lên luôn. Đây, cốp đây, cốp lại lên rồi đây. Cốp cực kỳ rộng rãi này, đẹp sạch sẽ này. Ê ôi thầy giữ gìn tuyệt vời luôn. Không phải quay đít cốp nhé, không phải xem va quẹt đâm va rồi nhé. Đâm va bất cứ vào một chỗ nào em giả lại tiền anh chị luôn. Lốp sơ cua chưa hạ, anh chị nhìn này. Lốp sơ cua chưa hạ phát nào. Sàn xe tuyệt vời. Đấy. Sàn xe tuyệt vời, không có một chút dấu hiệu đâm va. À quên là viết han gì mục mọt gì cả. Lốp sơ cua tuyệt vời luôn. Đấy. Tuyệt vời luôn nhé. Đây cái táp lô táp bi của cánh táp lô của cánh cửa này nữa. Táp bi của cánh cửa này lấy em quay luôn cho anh chị nhòm qua thì nó sạch sẽ không này. Từ nhựa đến da trên dưới. Ốc này, ốc bắn, ốc cửa này chị nhìn này. Ui giời, ốc vàng chóe đẹp lừ. Đây cửa này. Này. Quá đặc cấp. Đừng có chê đổ Trung Quốc nha anh chị nhá. Này. Này. Cực đẹp luôn. 2015. Xe như mới, không có một giọt sơn ta nào. Tất cả các chi tiết đẹp gần như mới luôn. Đấy. Tuyệt vời, em xác định mua này để cho vợ em đi lại chứ. Nhưng mà dân buôn xe bọn em là cứ có là em lại bán, gặp khách là em lại bán anh chị nhá. Đây bây giờ em sẽ cho anh chị xem và lắp cabo và máy móc xem hoạt động bình thường hay không. Đâu nhỉ? Ở đây rồi. Cứ gạt gạt sang.
Đây, cabo này đẹp tuyệt đối, zin tuyệt đối nha, không phải quay gì nhiều. Đây, nhìn luôn về tổng quan máy móc, đây là tổng quan máy móc không hề dọn dẹp gì. À, không hề có lau chùi đánh bóng yếc ốc ác gì cả. Tất cả bệ ốc chân máy đây đẹp mượt. Mặt máy do IT đây. 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 Đầu răng đầu tai đèn đây. Nhìn xem này. Khít khao một cách chính xác tuyệt đối nha. Khít một cách chính xác tuyệt đối. Không va quẹt, không đâm va, không va vào bất cứ đâu. Tuyệt đối luôn anh chị nha, tuyệt đối luôn. Sơn đỏ lè từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Đấy. Tuyệt đối luôn. Đấy. Đúng, người ta gọi là siêu phẩm cũng đúng thôi. Đấy. Joyty 2015, Joyty Z300. Đấy. Số tự động, máy 1.6. Cực đẹp luôn. Bên em đang giao bán với giá là có 290 triệu đồng thôi. Anh chị em nào quan tâm, alo luôn cho em theo số điện thoại 0705 141414, hoặc có thể đi trực tiếp chợ ô tô cũ Quảng Ninh tại địa chỉ ngã ba đường 10, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để xem xe. À, tuyệt đối đẹp anh chị nhé. Cam kết xe không tai nạn, không ngập nước, zin đét 100%. Tất cả các sơn zin, zin của nó còn, không có giọt sơn ta, xước xác gần như là không có. Gọi chỉ là phẩy phẩy phẩy, gọi là sức vỏ dăm bớ vẩn thôi. Đấy, còn qua quẹt bất sơn rồi không có anh chị nhá. Tuyệt đối luôn. Nội thất thì như mới. Nội thất thì như mới, không có một chỗ nào cũ à. Như mới, tuyệt đối như mới luôn. Tất cả các chế độ chức năng hoạt động bình thường. Đấy. Đấy là về con roi thì thế. Đấy, còn anh chị là mới xem video của em lần đầu, hãy đăng ký kênh cho em, ủng hộ em. Để em có thể gửi những cái video và những con xe chất lượng nhất về bên anh. À, về tới anh chị chỉ cần ngồi nhà xem điện thoại, xem TV là có thể nhìn em rồi. Biết tại địa chỉ của em có những con xe như nào. Để anh chị có thể lựa chọn gia đình mình hoặc có thể giới thiệu cho bạn bè thân thích của em. Nhưng vâng, em xin chào và hẹn gặp lại anh chị tại video khác về con xe khác chất lượng hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.